Hello, xin chào các bạn. Thì video hôm nay là Morven chia sẻ với các bạn về cái vấn đề gọi là những cái con đường các bạn có thể gọi là định cư Úc bằng cái nghề gọi là nông nghiệp hay gọi là làm farm ở bên Úc đó các bạn, thì sẽ có những cái con đường nào cũng như gọi là cái cách để các bạn làm gọi là skill assessment, chứng chỉ nghề ở bên Úc này như thế nào ha. Thì bây giờ là mình sẽ thu nhỏ cái video này lại và mình cho các bạn coi cái cảnh gọi là mình đi cắt cỏ ở bên Bắc Úc này cho một chị Việt Nam, thì các bạn có thể vừa coi vừa nghe mình tâm sự về cái vấn đề này nha. Đó, thì bây giờ mình chia sẻ về bản thân mình trước. Thì trước đây các bạn mình có 3 năm kinh nghiệm làm bên nông và bên nông nghiệp ở bên Úc nha các bạn. Thì năm đầu tiên á, là mình làm bên cái vấn đề gọi là quán ngọc cà chua rồi cắt tỉa rồi thu hoạch các kiểu. Xong và cái năm thứ hai á, là mình chuyển vào trong packing shed cũng cùng công ty đó luôn, và mình vào trong đó là mình làm bên lái xe forklift rồi máy móc các kiểu đồ bên packing nha các bạn. Và bắt đầu là năm thứ ba thì mình làm bên cái vấn đề gọi là kiểu gọi là bên kỹ thuật á, bên horticulture technician, tức là mình sẽ làm chịu trách nhiệm bên phân bón, đo nước, đo thuốc đồ các kiểu rồi kiểm tra cây đó. Thì mình có 3 năm kinh nghiệm về như thế và mình đã nghỉ việc từ tháng 1 năm ngoái các bạn. Thì hiện tại là mình đã du học được một năm và 2 tháng rồi. Thì bây giờ mình chia sẻ lại cái vấn đề thứ nhất là những cái con đường mà các bạn có thể định cư Úc bằng cái con đường bằng cái nghề gọi là nghề nông nghiệp làm farm nha. Thì có 2 con đường. Cái con đường thứ nhất ấy là cái con đường học thức. Đó là gì? Là các bạn sang Úc, các bạn du học nghề này nông nghiệp, gọi là kỹ sư nông nghiệp. Sau khi các bạn du học thì các bạn ra đi làm một năm ấy, thì các bạn xin được cái gọi là skill assessment, chứng chỉ nghề, rồi các bạn nộp PR. Là cái con đường này thì nói chung là nó đảm bảo, nhưng mà nó tốn thời gian và cũng như gọi là cái khối lượng kiến thức, các bạn phải có tiền, có kiến thức thì các bạn mới học được gọi là học đại học, học thạc sĩ ở bên này. Đó, thì cái con đường này thì dành cho những bạn nào gọi là có tiền và có kiến thức. Rồi cái con đường thứ hai đó là gì? Đó là con đường chỗ bảo lãnh. Thì đối với con đường chỗ bảo lãnh này ấy, thì các bạn sẽ gọi là các bạn ít nhất là các bạn phải có là gọi là skill assessment, chứng chỉ nghề đối với nông nghiệp, cũng như là các bạn gọi là phải có làm cho người ta là ít nhất 2 năm. Thì đấy là mình sẽ đi chuyên sâu hơn cái phần thứ hai này cho các bạn, cái con đường thứ hai này, tại vì phần lớn là các bạn quan tâm về cái vấn đề làm sao để được bảo lãnh này kia các kiểu, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình qua lại cái câu chuyện của mình tiếp. Thì khi mà mình quyết định nghỉ việc ấy để mình đi học ở Bắc Úc ấy, thì gọi là lúc đó gọi là head sếp đi, gọi là cái người đứng đầu của bên cái bộ phận kỹ thuật của farm ấy, là nói mình có ý gọi ngỏ lời bảo mình ở lại để công ty bảo lãnh các kiểu, nhưng mà mình cảm thấy vấn đề bảo lãnh nó khó nên là mình quyết định ra đây. Thì đến bây giờ ấy thì mình cập nhật thông tin là mấy anh em Việt Nam vẫn còn đang làm ở đó ấy. Thì có anh em ấy là đã được chạy hồ sơ bảo lãnh rồi, còn có những người là bị dính cái vấn đề gọi là chứng chỉ nghề skill assessment thì vẫn chưa xong được đó. Nên là đến bây giờ ấy thì tổng cộng là có 3 anh em Việt Nam vẫn còn làm ở đó. Thì một người là rất là ok, có skill assessment rất là nhanh, thì nói chung là cũng đang chạy hồ sơ rất là thuận lợi. Còn 2 anh em còn lại thì cái vấn đề gọi là hồ sơ nó chưa ổn thỏa lắm, là do là bằng cấp này kia các kiểu, thì tí mình phân tích luôn đó. Rồi bây giờ quay trở lại nha, mình phân tích luôn cái trường hợp mà đi học bên Úc xong ra trường đi làm, xong rồi làm skill assessment theo học đại học thạc sĩ á, thì cái này là quá đơn giản rồi. Những bạn nào mà đi theo con đường này thì không cần phải nghe mà mình nữa nói để làm gì, tại vì các bạn có kiến thức cả rồi. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cái con đường gọi là con đường thứ hai, đó là dành cho những bạn ví dụ như visa 462 này đó, các bạn qua bên này các bạn đi làm 3 năm và các bạn mà muốn tìm cái cách rất là yêu làm farm, đúng không? Các bạn rất là thích làm farm rồi, thích cái môi trường thiên nhiên này kia, và các bạn muốn làm sao để định cư bằng cái nghề này, bằng visa bóng số 2, gọi là cái dựa trên visa bóng số 2 đó. Thì trước tiên như thế này, các bạn phải làm cho cái farm công ty đó gọi là ít nhất là 2 năm. Vì nếu mà các bạn muốn bảo lãnh ấy, thì các bạn phải làm cho người ta ít nhất là 2 năm, gọi là 2 năm full time ấy, thì các bạn mới tính được tới cái chuyện bảo lãnh đó. Còn về cái vấn đề mà skill assessment, chứng chỉ nghề ấy, thì như thế này, các bạn nha, nếu những bạn nào mà học về nông học ở Việt Nam, học bảo vệ thực vật này, học cái gọi là cái chuyên ngành, cái tên chuyên ngành trong cái bằng đại học của các bạn ấy, mình nó liên quan trực tiếp đến nông nghiệp ấy, thì khả năng cao các bạn sẽ làm được skill assessment. Ví dụ nha, Morven có cái bằng bảo vệ thực vật ấy, xong rồi qua bên này làm việc được 2 năm theo visa bóng số 2 cho công ty nông nghiệp nào đó, thì rất là dễ để làm được cái skill assessment cho cái ngành nông nghiệp đó. Nhưng mà hiện cái bằng gọi là bằng đại học Việt Nam của Morven ấy là bằng thực tế luôn nha, là kinh tế nông nghiệp, nó dính cái chữ kinh tế vào trong đó, nên là rất là khó để làm cái skill assessment. Cũng như là cái trường hợp mình qua lại, 3 năm Việt Nam đang còn làm ở farm ở Victoria, thì một anh ấy là cái bằng ấy là bằng nông học nên rất là dễ làm hồ sơ về một phái, nó chạy rất là nhanh. Nhưng mà 2 năm còn lại ấy,
cái bằng của người ta nó không có liên quan lắm đối với cái ngành nông nghiệp, nên bắt buộc phải dùng kinh nghiệm để chuyển thành bằng ở bên Úc, thì cái đó nó sẽ tốn thời gian hơn này kia các kiểu đó. Nên là nếu quay lại với các bạn báo số 2, nếu mà các bạn là học ở Việt Nam mà học liên quan đến nông nghiệp luôn ấy, thì các bạn rất là dễ để làm mà sinh viên. Còn những bạn nào mà học về kinh tế, kế toán, tài chính, bla bla bla, kỹ sư tàu thủy bla bla, thì thôi các bạn không nên nghĩ tới cái vấn đề gọi là định cư bằng nghề nông nghiệp nha. Cũng đừng nghĩ bảo lãnh này kia, tại vì nó hơi lằng nhằng và các bạn phải làm rất là lâu. Các bạn có cái visa đủ là lâu. Ví dụ như những anh em Việt Nam kia đang còn làm ấy, là gọi là visa là 5 năm luôn. Tại vì biết sao, là người ta không phải là visa bóng 62 mà đi từ cái visa bóng 08. Bóng 08 trước đó là visa nông nghiệp các bạn, xong rồi Covid rồi nó thuận tiện nữa, rồi đến bây giờ là 5 năm nha các bạn. Cái visa bóng 08 trước đó là visa nông nghiệp chỉ được 1 năm, xong cuối cùng đến bây giờ là 5 năm rồi các bạn. Thì mình may mắn là mình cũng làm được 3 năm trong cái visa bóng 08 đó. Nên là những bạn nào mà bóng số 2 không có bằng đại học Việt Nam, không liên quan nông nghiệp thì thôi, đừng suy nghĩ tới cái chuyện bảo lãnh gì cả. Rồi, bây giờ dành cho những bạn nào mà gọi là có cái bằng mà gọi là bằng nông nghiệp luôn á, bằng nông học bảo vệ thực vật ở Việt Nam ấy, mà qua bên này đi làm farm đúng không? Thì các bạn có cái thuận lợi là các bạn có ba cái bằng đại học, các bạn đúng chuyên ngành rồi này đó. Nên các bạn cố gắng làm cho cái farm đó 2 năm, làm bóng số 2 2 năm luôn đi, cố gắng cài cuốc 2 năm luôn. Rồi, thì các bạn sẽ xin được, chắc chắn các bạn sẽ xin được cái skill assessment. Đó, cái vấn đề bảo lãnh hay không không cần biết, nhưng mà các bạn sẽ xin được cái skill assessment. Thì các bạn cố gắng này, trong quá trình làm này các bạn phải qua video này, các bạn đang làm farm như thế nào nào, ráng tự qua video hoặc nhờ người khác qua video, tại vì khi các bạn làm skill assessment người ta sẽ yêu cầu video. Sau đó cái tiếp theo nữa là cái pay slip của các bạn, các bạn phải giữ rất là kỹ. Ví dụ có bao nhiêu cái pay slip gửi qua mail hay là bằng giấy tờ gì đó, các bạn phải chụp lưu lại từ năm nào qua năm khác các kiểu. Và trong khi các bạn xin vào cái farm đó các bạn làm ấy, thì các bạn phải ghi vào cái tựa đề. Ví dụ như các bạn là sẽ xin vào là các bạn làm bên cái vấn đề gọi là như thế nào nhỉ? À, bên gọi là chăm sóc cây hay như thế nào ấy, nhờ bên gọi là bên human resource, à, phòng nhân sự, à, là gọi là gây ra cái tên tự đề cụ thể cho các bạn là các bạn làm gì ở trong farm. Thì các bạn sau này rất là có ích để các bạn có thể làm skill assessment cho các bạn nha. Còn qua nữa mình nói rõ luôn, ví dụ như các bạn mà làm trong farm mà các bạn chỉ ví dụ như đi tỉa cành hay là các bạn đi thu hoạch ví dụ hái nho hay là các cà chua ấy, thì các bạn không có làm được skill assessment. Ít nhất các bạn phải làm một cái vị trí gì đó nó cao cao lên, có mang cái tính quản lý. Ví dụ như các bạn có thể làm supervisor này. Khi một khi các bạn leo lên cái vị trí supervisor rồi thì chủ sẵn sàng hỗ trợ bảo lãnh cho các bạn. Hoặc là các bạn leo lên cái vị trí ví dụ gọi là cái gọi là technician ấy, tức là gọi là kỹ thuật viên ấy, trong cái một cái farm ấy, các bạn chịu trách nhiệm một cái gì đó cho farm ấy, thì cái khả năng các bạn được bảo lãnh rất là cao, và cái khả năng xin được thư giới thiệu rồi thư xác nhận của quản lý sau này mình làm skill assessment rất là cao đó. Nên là các bạn phải chú ý vấn đề đó để mà gọi là xin được skill assessment nha. Chứ còn mà các bạn làm tàn đi cắt nho ấy mà bảo làm được skill assessment bên nông nghiệp Úc là rất là khó. Các bạn phải có cái title rõ ràng, ví dụ như các bạn làm skill assessment thì sẽ là cái vị trí là gì, ví dụ như gọi là kỹ sư nông nghiệp hay là gọi là kỹ thuật viên nông nghiệp, chứ không phải là người thu hoạch là đã được làm skill assessment. Các bạn lưu ý vấn đề đó. Thì mình chia sẻ bao quát sơ sơ về cái vấn đề định cư gốc bằng cái con đường nông nghiệp là như thế. Thì nếu mà bạn, cũng như là cái cách làm skill assessment, con đường làm skill assessment, thì nếu mà bạn nào có bất cứ câu hỏi nào, thắc mắc nào thì các bạn vui lòng gọi là bình luận ở trong video này, mình sẽ hỗ trợ trả lời nhanh nhất trên nền tảng YouTube. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.